Chào mừng các bạn đã trở lại với channel của Bi. Hôm nay thì Bi muốn chia sẻ với các bạn một hộp bánh của Mân Phát. Thật ra cái này Bi được nhận từ Mân Phát, họ gửi cho Bi để mà có thể chia sẻ với các bạn. Nên là Bi cũng rất là cảm ơn Mân Phát đã gửi cho Bi một cái hộp như thế này nhé. Trong cái hộp bánh này không những chỉ có một loại bánh từ một cái nước nào đó mà nó hội tụ rất là nhiều loại từ các nước khác nữa. Nên đó là cái điểm mà Bi rất là thích ở cái chiếc hộp bánh này. Hôm qua thì Bi mới vừa nhận được thôi nên là Bi cũng chưa có mở ra nữa. Cho nên Bi cũng rất là háo hức không biết là bên trong nó có gì. Bây giờ thì mình sẽ mở ra nha. Wow, cái này nó cũng có cái app Mân Phát nên là các bạn, để mà các bạn có thể order. Nếu như các bạn muốn biết chi tiết thì Bi sẽ để cái link ở phía dưới cho các bạn xem nhé. Đầu tiên thì nó có một cái tờ giấy như thế này. Wow, nó kêu mình là chụp hình xong rồi chia sẻ ở trên cộng đồng mạng, rồi họ sẽ chọn ra người nào mà có thể thắng được một cái hộp family, là hộp to hơn cái hộp này nữa. Cái này hình như là hộp original thôi, Bi nghĩ là vậy. Nó có rất là nhiều cái kích cỡ của nó đó. Wow, trong đây nó có một chai nước nữa các bạn ơi. Yeah, root beer. Chai này là xá xị. Nước xá xị. Bi rất là thích uống nước xá xị. Đúng ý. Trong cái hộp này có tất cả là 10 loại, gồm có kẹo và bánh luôn. Đầu tiên là loại Megalot. Cái này là của Mỹ. Trong đây nó có 3 loại tất cả, nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nó có loại cookie chocolate, cái bên nào cũng là chocolate, với lại bánh giống như là kẹo M&M vậy đó. Rồi một cái là nó để nguyên một cái bánh Oreo ở trên này luôn. Tiếp theo là bánh Rice Buddy. Cái bánh này là nó làm từ gạo và cái vị của nó là barbecue. Cái này làm từ đâu? Cái này là từ Thái Lan. Wow, Thái Lan. Đây là cái bánh của nó nè. Rất là thơm. Các bạn biết là khi mà Bi ăn Bi liên tưởng đến cái gì không? Cơm cháy á. Tuy là nó không có cứng bằng cơm cháy nhưng mà cái vị của nó y chang như cơm cháy. Ngon lắm. Nó ngọt ngọt. Rất là ngon. Và cái bịch bánh tiếp theo là Wrap Snack Wavy. Cái này là potato chip. Cái này là khoai tây á các bạn. Hình như cái này cũng là từ Mỹ luôn á. Vì chưa có thấy cái loại bánh nào như vậy hết. Chưa bao giờ thấy luôn. Potato, khoai tây. Ở bên ngoài của nó có ớt á, nó the the ngon. Ngon đó các bạn. Nhìn cái âm hình năm này ấn tượng dễ sợ. Cái này thì nó y như cái loại potato chip bình thường mình ăn thôi, nhưng mà nó có vị hơi cay cay một tí xíu. Các bạn cũng đã biết là đồ ăn mà nó có hơi cay cay á là ăn rất là bắt miệng, đúng không? Nên là bánh cũng vậy, khi mà cay thì ăn nó cảm thấy ngon lắm. Và cái tiếp theo là một cái kẹo cookie bar. Bánh nhưng mà ở ngoài thì nó bọc sô-cô-la. Tiếp theo nó cho mình một cái bịch để mà mình tự mình pha chế. Tự pha chế thành cái con này nè. Bữa nào Bi rảnh thì Bi sẽ làm ở bên vlog của Bi cho các bạn xem. Coi như thế nào nha. Nên nếu như bạn nào mà chưa subscribe vlog của Bi thì hãy subscribe ngay nha. Bởi vì Bi sẽ có rất là nhiều cái video đời tư và Bi sẽ làm cái này cho các bạn xem. Nên là các bạn hãy subscribe nha. Wow, nó có kẹo. Cái này thì nó giống như cái loại kẹo bên này vậy đó. Bi không biết phải không. Cái này làm từ cái chữ hình như
là của Nhật luôn. Y chang như cái kẹo bên này bên mua. Như ở giữa nó có gì á, ăn kiểu nó nghe xốp 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 ở trong miệng mình á. Chua chua mà ngọt. Ngon. Với lại cái kẹo của nó dài dài á, ngon. Và cái loại bánh tiếp theo là Thomas and Friends. Cái này như cũng là của Nhật. Cái này cũng rất là quen, như là cái cây rồi nó nhúng với lại chocolate bên ngoài á. Đó, nó là như vậy. Cái bánh của nó giống như là bánh tây vậy đó các bạn. Bịch tiếp theo là bịch này. Thông thường đa số những cái kẹo nào mà của Nhật á thì lúc nào cũng toàn là chữ Nhật không mà không có chữ tiếng Anh. Nhưng mà khi mà Bi bóp vô á thì Bi có thể nghĩ nó là kẹo dẻo tại vì nó mềm mềm á. Thơm á. Dễ thương chưa? Cái này có hình cái chân nè, cái chân con chó. Chó hay mèo gì? Dễ thương quá à. Bi nhìn Bi cứ nghĩ là bên ngoài nó có đường á, tại vì thấy nó hộp 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 hộp, nhưng mà khi ăn vào thì không phải là đường. Rất là ngon, nó không có quá ngọt, nó vừa lắm. Hình như vị này là vị đào hay sao á, đào hay gì ta, sẽ cho quên mùi vị luôn. Cái loại bánh tiếp theo là dâu cream cheese. Ồ, cái loại bánh này là của Hàn Quốc nha các bạn. Bên trong của nó có từng miếng như này nè. Đỡ, tại vì nếu mà nó nguyên một hộp mình mở ra là nó ra hết tất cả thì như vậy thì mình ăn không hết rồi nó bị mềm, bánh nó không ngon nữa. Vào thơm, thơm mùi dâu á, nó như vậy nè. Chính giữa của nó là vị dâu cream cheese. Ăn rất là béo. Ăn nhiều thì hơi béo, hơi ngọt. Cái loại kẹo cuối cùng là loại như thế này. Nó giống như là một cái dây dài vậy đó. Nó cuốn vòng tròn như thế này nè. Cái này của Mỹ hả ta? Nhìn nó quen lắm. No, cái này là từ Spain. Spain. Cái loại này là từ Spain. Kiểu như hấu. Ồ, cái này nó không có bị mập luôn, fat free luôn. Thơm thơm thơm. Hình như thế này nè các bạn. Khi mà các bạn ăn thì các bạn chỉ kéo nó ra thôi. Vị dưa hấu vừa chua vừa ngọt, nhưng mà chua nhiều hơn. Nhưng mà ăn rất là bắt miệng, rất là ngon. Còn cái chai xá xị này thì Bi sẽ bỏ tủ lạnh, xong rồi sau đó thì Bi sẽ uống và Bi sẽ nói cảm nghĩ của Bi như thế nào ở bên blog channel của Bi. Và đó là tất cả những gì mà Bi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Cái hộp bánh này thì Bi rất là thích, bởi vì ở trong đó nó có
rất là nhiều loại khác nhau của những cái nước khác nhau, vừa có Thái Lan, vừa có Nhật, Hàn Quốc. Không biết là khi nào nó mới có Việt Nam thì chưa biết, có cả Mỹ và có tất cả những các nước châu Âu, châu Á khác nhau nữa. Thì mỗi tháng nó sẽ có mỗi loại khác nhau. Nếu như các bạn muốn biết thêm chi tiết thì Vi sẽ để đường link ở phía dưới. Nên là khi mà các bạn xem xong video này, các bạn nhớ click ở dưới để mà xem cái link đó, vào cái link đó để mà các bạn xem chi tiết hơn nha. Với cái Mân Phát thì nó là subscription, các bạn có thể mua từng hộp mỗi tháng của nó, hoặc là nếu như mà các bạn thích thì các bạn mua thử một tháng một hộp để mà các bạn ăn thử. Nếu như mà các bạn thích thì các bạn có thể order 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, tùy các bạn thôi. Những cái subscription lúc trước mà Vi chia sẻ với các bạn trong video thì nó chỉ có một nước duy nhất, một là Nhật, hai là Hàn Quốc, ba là Mỹ thôi. Nhưng mà cái Mân Phát này là nó hội tụ tất cả các nước lại để mà nó bỏ chung vào một cái hộp, thì Vi rất là thích ở cái điểm đó. Nếu như bạn nào chưa subscribe channel của Vi thì hãy subscribe ngay nhé, bởi vì Vi upload video mỗi tuần. Và các bạn cũng đừng quên subscribe vlog channel của Vi luôn nhé, bởi vì Vi upload tất cả những gì mà đời tư, riêng tư và tất cả cuộc sống hàng ngày của Vi ở bên vlog channel Mobi. Nên là nếu như bạn nào chưa subscribe thì hãy subscribe nha. Và các bạn cũng đừng quên follow Vi ở trên Instagram, Facebook và cả Snapchat nữa nha. Bây giờ thì Vi sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye.